Ngày hội về sức khỏe và làm đẹp là sự kiện đặc biệt diễn ra vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, tôn vinh những nữ nghệ sĩ, doanh nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng. Chương trình đã tôn vinh top 10 bông hồng Á Đông cùng với giải thưởng bông hồng vàng ASEAN. Góp mặt tại sự kiện, diễn viên Mai Thu Huyền thể hiện sự tâm huyết đặc biệt dành riêng cho sự kiện tôn vinh nữ quyền này. Và chính cái chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng mong với một cái mục đích, đó là sự bình đẳng cho các chị em phụ nữ. Chị em phụ nữ phải làm việc rất là vất vả suốt cả một năm trong một vai trò trong gia đình cũng như là ngoài xã hội. Phụ nữ Việt Nam chúng ta thì có hai ngày đặc biệt thôi, đó là ngày 8 tháng 3, ngày Quốc tế Phụ nữ, và thứ hai là ngày 20 tháng 10. Thì chúng tôi cũng chọn chính trong hai cái dịp này để tổ chức những cái chương trình có thể là tôn vinh họ, vinh danh họ, và là một cái sân chơi, một cái cầu nối cho tất cả những cái người nữ doanh nhân. Và bên cạnh đó thì cũng có sự tham gia biểu diễn của rất là nhiều những cái tiết mục văn nghệ đặc sắc, cũng như là trình diễn thời trang của những nghệ sĩ, những người mẫu qua ba bộ sưu tập của các nhà thiết kế, như là áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, rồi bộ trang phục giáo phố bằng cái chất liệu mà vẽ hoàn toàn vẽ bằng tay của nhà thiết kế Mona, và bộ sưu tập thứ ba đó chính là bộ sưu tập sắc nữ hoàng, trang phục dạ hội của nhà thiết kế Ngọc Hồng. Sự kiện lần này cũng sẽ là động lực để chị em phụ nữ hướng đến việc tạo ra tiếng nói bình đẳng, bởi trong xã hội hiện đại, phụ nữ không chỉ chu toàn công việc gia đình mà còn phải phấn đấu khẳng định vai trò và vị trí không thể thay thế trong xã hội. Ngoài ra, chương trình cũng diễn ra các hoạt động biểu diễn như trình diễn bộ sưu tập áo dài quốc kỳ của các nước, các bộ sưu tập trang phục dạo phố, dạ hội và biểu diễn âm nhạc đặc sắc.